Thưa quý vị, cộng đồng mạng xã hội mới đây đã rất bức xúc khi chia sẻ loạt hình ảnh về việc một nam du khách khi tham quan tại cầu vàng thuộc khu du lịch Bana Hills, thành phố Đà Nẵng đã vô ý thức dùng bút xóa vẽ bậy lên bàn tay khổng lồ, sau đó còn vô tư chụp ảnh với tác phẩm của mình. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, khu du lịch này đã huy động đội họa sĩ khắc phục sự cố. Ngay khi phát hiện sự việc, khu du lịch đã huy động đội họa sĩ khắc phục sự cố. Ngày 23 tháng 4, suốt 4 giờ đồng hồ, đội họa sĩ phải làm sạch bề mặt khu vực bị giả bậy, rồi dùng sơn trắng phủ lên dòng chữ viết bằng bút xóa. Sau đó, dùng lớp sơn màu tiếp với bề mặt cũ và màu rêu của bàn tay để pha phối, vẽ lại nhiều lớp màu khác nhau theo đúng quy trình trước đây các chuyên gia kỹ thuật đã áp dụng để hoàn thiện công trình này. Tuy nhiên, theo các họa sĩ, việc khôi phục lại hoàn toàn như ban đầu là điều rất khó.